áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi, how are you today, Miss Roy again? I'm very happy to see you in this video. And today we study our lesson unit. Let me see what unit it is. This is unit. Let me see. Okay, unit 12, the agent's games. Okay, yeah. And you know that this unit are related to the theme of sport and game, is that right? So before doing exercises, we need to study the new words or new phrases about games or sports, okay? Chào đây là cô Hoa đây, giúp phụ em cho video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập liên quan đến Unit 12, Legend Games. Và đây là một chủ đề mà liên quan đến các từ vựng và cấu trúc liên quan đến games, sport. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là trước khi mà chúng ta làm bài tập này thì các bạn cần phải ôn lại phần từ vựng cho cô. Ok, so now let's get started. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bài đầu tiên của chúng ta sẽ là về phần pronunciation. Ok, so now just listen and repeat out to me as usual. Các bạn hãy nghe và đọc theo cô Hoa như thường lệ nhé. Ok, let's go. Screw. Có biết các bạn, chúng ta có một nguyên tắc như sau. Nếu như từ mà kết thúc là letter E và W, chúng ta sẽ đọc là U dài, phải không ạ? Okay, so we say screw, screechy, scream, scream. Vâng ạ, B, C, D chúng ta sẽ đọc là E, E dài, đúng không ạ? Còn chúng ta có mỗi từ screw. Okay, long U, different sound, is that right? So the correct answer is A. So, number two, please. Yeah. Rugby. Nearby. Cycling. Apply. Apply. Vâng ạ. Vậy câu này đoán của chúng ta sẽ phải là gì ạ? A. Rugby. Môn bầu dục, phải không ạ? Number three. Okay. Strength. Event. Athlete. Wrestling. Okay. So, C is the correct answer. Đó là C nhá. Okay. That's right. Now we do number 4, chúng mình sang câu số 4 nhé. Câu số 4 đây là bài của chúng ta là tìm trọng âm của từ chứ không phải là phần phát âm nữa nhé. Okay, now read out to me please. Official, âm tiết số mấy ạ? Số 1, số 2 ạ. Cycling, số 1. Become, số 2. Aquatic, số 2. Vậy đoán câu này của chúng ta sẽ phải là Mi Boy nhé, cycling. So now, number 5, câu số 5 nhé. Advance, âm tiết số 2. Gymnasium, số 2. Solidarity, số 3. Vì chúng ta hậu tố là IT, phải không ạ? Và cùng chúng ta có từ variety, âm tiết số 2. Vậy đoán câu này của chúng ta sẽ phải là C nhé. Number 6. Nation, số 1. Gather, số 1. Facility, số 2. Và stadium, số 1. Vậy thì câu 6 đoán của chúng mình sẽ là C. Ok, facility. Facility, vật chất, thiết bị, đúng không ạ? Ok, và chúng ta sẽ cùng làm dạng bài tiếp theo. Rồi, đây là chính là phần bài tập về từ vựng của Unit 12 của chúng ta. Yeah. Rồi, number 7. The Vietnamese participants took in the 14 Asian Games with great enthusiasm. Enthusiasm nghĩa là sự nhiệt tình, phải không ạ? Qua dịch câu này như sau nhé. Những người tham gia ở Việt Nam đã tham gia vào Asian Games lần số 14 với sự nhiệt tình rất là lớn, đúng không ạ? Và chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Took là quá khứ, phải không ạ? Ok, take part in có nghĩa là tham gia, tham dự. Các bạn ghi vào nhé. Và nó đồng nghĩa với cái cấu trúc là gì ạ? Participate. Ok. Và cũng dùng dấu tích in cho cô nhé. Participate in. Và chúng ta cấu trúc, bạn ghi một loạt cấu trúc liên quan đến động từ take này, đúng không? Take notice có nghĩa là chú ý. Take notice. Take note, ghi chú. Và chúng ta sẽ không nói là take role, đúng không? Ok. Yeah. Role có nghĩa là vai trò nhé. Ok, so now number 8. Ok, nào bây giờ trong cái bài này chúng ta cần phải phân biệt mấy cái từ như là khán giả. Vâng, sẽ là dùng từ nào trong trường hợp này đây. Chúng mình cùng làm nhé. From several countries competed in many Asian Games. Có nghĩa là gì ạ? Gì đó từ các nước đã compete. Compete tức là đã cạnh tranh ở
nhiều cái Asian Games này, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng phải là các vận động viên, phải không? Vậy câu 8 của chúng ta sẽ phải là B-boy nhé. Ở đây chúng ta có từ spectators, tức là spectators tức là các khán giả mà xem ở các gọi là các sân vận động về thể thao. Thế còn đây chúng ta có từ audience là sân vận động, nhưng mà không phải vận động mà ở các rạp hát ạ, thì gọi là audience. Và chúng ta có từ viewers là những người xem nhưng mà qua truyền hình, các bạn nhé, TV viewers, ok? Ok, so now we move to number 9. Chúng mình sang câu số 9 nhé. How many sports are there the 14 Asian Games? À, có bao nhiêu môn thể thao mà ở Asian Games lần số 14 ạ? Các bạn nhớ chưa cô là ở đây chúng ta có vào Asian Games lần số 14, đúng không ạ? Và cho dùng là in the 14. Và câu này đoán của chúng ta sẽ là A nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 10 nhé. The quiet country roads are ideal for cycling. The word cycling is closest in meaning to những cái con đường yên tĩnh ở làng ở làng quê thì rất là lý tưởng cho việc đi xe đạp, đúng không? Và cái từ cycling này từ nghĩa từ nhất ạ. Theo bạn ở làng quê thì chúng ta sẽ đi xe đạp, đúng không ạ? Vâng. Ok. Vậy câu này của chúng ta sẽ là gì ạ? Riding a bicycle, tức là đạp xe. Ok. So now we move to number 11. Chúng mình sang câu số 11 nhé. The Olympic Games are one of the biggest sports in all over the world. Olympic Games là một trong số những cái gì đó thể thao trên toàn cầu. Đương nhiên là gì? Là sự kiện rồi, phải không? Ok, vậy câu 11 đoán của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Events. Events có nghĩa là sự kiện. Problems, vấn đề, athlete, vận động viên, culture là văn hóa. Ok, chúng mình sang câu số 12 nhé. Swimming is one of the sport. Bơi. Ok. Chúng ta có một tính từ ở đây vì sport là danh từ. Tính từ sẽ đứng trước danh từ, đúng không ạ? Bơi là một trong số những môn thể thao ở trên núi hay dưới nước? Vâng, đương nhiên là dưới nước rồi, đúng không? Vâng, vậy câu 12 đoán của chúng ta sẽ là B nhé. Aquatic, thuộc về dưới nước. Mountainous là tính từ thuộc trên núi này. Racing là cuộc đua này. Ok. So now number 13, câu số 3 nhé. Can help an athlete to improve the strength of muscle. Bạn nhớ trước qua là letter C là âm cầm nhé. Muscle and the appearance of the body. Cái gì đó có thể giúp một vận động viên để nâng cao thể trạng, cơ bắp hay như là dáng vẻ bên ngoài, đúng không? Ok, vậy thì cái gì nhỉ các bạn? Nâng cao cơ bắp của mình chính là cử tạ, phải không ạ? Vậy thì đương nhiên của chúng ta sẽ phải là weight lifting. Ok, đương nhiên không phải là chơi cờ mà có cơ bắp được thì ai cũng chơi được, hay là shooting cũng thế, bắn, đúng không? Table tennis. Ok, đợi chúng mình sang câu số 14 nhé. On some special occasions. On special occasions, tức là vào những dịp đặc biệt. People often march, parade and demonstrate to show their. Và những dịp đặc biệt thì mọi người thường diễu hành, hành quân hay diễu hành, đúng không? Và thể hiện cái gì của họ các bạn nhỉ? À, thể hiện cái tinh thần đoàn kết, đúng không ạ? So we say solidarity. Again please, solidarity. Sự đoàn kết, đúng không? Rồi, chúng mình sang câu số 15 nhé. Vietnam won 3 gold at the 15 Asian Games. Việt Nam đã chiến thắng 3 giải ở SEA Games lần số 15. Đúng không ạ? Vâng, vậy câu này đoán của chúng ta sẽ phải là gì ạ? 3 huy chương vàng. Ok, so we say, ok, medals. Award có nghĩa là giải thưởng, đúng không ạ? Rồi, cô mời các bạn xem lại cho cô câu này nhé. Vừa rồi chúng ta có một câu là ở thế kỷ số 14 ạ. Ở đây người ta dùng at, đúng không? Nhưng cô giải thích thêm cho các bạn. Đây, câu này cô làm là A đúng không ạ? Cũng được các bạn nhé. Ok, nói chung là cái câu 9 đáp án được cả A cả C. Nhưng mà cô thì cô hay thiên về dùng ở thế kỷ số 14, cô dùng in nhiều hơn. Ví dụ như nhà tôi ở số nhà 24 chẳng hạn, thì lúc đấy cô sẽ nói gì ạ? My house is at number gì đó. Nhưng mà đây là thế kỷ, lần số 14 thì cô dùng giấy in cũng được. Ok, còn chúng ta dùng at cũng được nhá. Ok, rồi. Rồi, câu 16 nào. Near the final verse from 11 nations took part in the first Asian Games in New Delhi, India. Gần 500 gì đấy từ 11 quốc gia đã tham gia vào Asian Games lần đầu tiên ở New Delhi, Ấn Độ.
Ok, vậy câu 16 của chúng ta sẽ phải là gì đây? À, đương nhiên là vận động viên rồi, phải không? Ok, so we say athlete. Chứ không thể nào mà có 500 người xem được thì lại không 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 hợp, đúng không? Ở đây chúng ta có từ pass, passerby, có nghĩa là người qua đường. Ok, rồi, chúng mình sang câu số 17 nhé. There were many scientists at the meeting. Several of were very young. À, cô dịch câu này nhé. À, có rất nhiều nhà khoa học ở cái cuộc họp. Một vài người trong số họ thì còn rất là trẻ, đúng không? Vì chủ ngữ của chúng ta đây là gì? À, tức là chủ thể nó nhắc đến đó chính là gì ạ? Many scientists, nhiều nhà khoa học, đúng không? Thì đây là mà lại có giới tự hợp đây. Thì đây chính là chuyên đề là đại từ quan hệ có giới từ, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì câu 17 của chúng ta sẽ phải là gì? Đại từ quan hệ mà thay cho người thì chúng ta sẽ dùng gì? Whom. Ok, right. Several of whom, tức là vài người trong số họ. Câu số 18 nhé. This is novel I've been expecting. À, đây chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi đang mong đợi, đúng không ạ? Ok, thứ nhất, chúng ta thấy cho cô là ở đây chúng ta có từ từ gì đã? The novel. The tức là một mạo từ xác định, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể dùng mạo từ that. À, dùng từ nối that, từ mạnh định, đại từ quan hệ that được. Novel là vật, cho các bạn dùng which cũng được. Hoặc là mà chúng ta không điền gì cũng được. Ok, bởi vì nó là xác định của chữ giờ đây rồi. Cho nên câu này đáng của chúng mình sẽ phải là đi đọc nhé, tất cả đúng hết. Ok, câu 19 nhé. I'm not the man you are looking for. Tôi không phải người đàn ông bạn đang đi tìm kiếm à? Đúng không ạ? Rồi, I'm not the man. À, câu này yên như câu 18. Các bạn thấy chữ giờ không ạ? Ok, that cũng được, không điền gì cũng được. Và whom cũng được, vì man đây là danh từ chỉ người. Chỉ khác mỗi câu trên là novel là vật thì dùng which, còn đây man thì dùng whom được. Ok, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là gì đó nhé. Câu của chúng mình sang câu số 20 nào. Fencing was first introduced at the 13 Asian Games in Bangkok, Thailand in 1998. Fencing tức là nhảy rào, đúng không? Lần đầu tiên được giới thiệu ASEAN lần số 13. Được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan vào năm 1998. Ok. Vâng, các bạn thấy cho cô ha là có dấu phẩy đây, đúng không ạ? Vâng. Mà được tổ chức ở, vậy thì which này là thay cho cái gì? Thay cho cái fencing, đúng không? Vậy câu này của chúng ta sẽ phải là đi đọc nhá. Ok, cái mà được, cái gì? Cái fencing này. Ok, rồi. Cô xin lỗi nhầm. Fencing was first, cả cái vế trước này nhá. Ok, rồi. Và nhớ cho cô là cái từ which thay cho cả vế trước thì chúng ta phải có dấu gì đây? À, dấu phẩy. Ok. Rồi, cô mời chúng mình sang câu số 21 nhé. Each country sends its best athletes. Participation expresses the friendship and solidarity. Mỗi một quốc gia thì đã gửi những cái vận động viên tốt nhất. Làm sao ạ? Mà cái sự tham gia đấy đã thể hiện cái tình bạn và tình đoàn kết, đúng không ạ? Rồi, vậy thì câu 21 này của chúng ta thấy cho cô là participation là một danh từ, đúng không? À, nếu như mà ở đây là danh từ thì chắc chắn cái đại từ quan hệ mà điền trước nó thì phải mang tính sở hữu. Vậy thì chắc chắn ở đây là gì? Whose rồi, đương nhiên. À, các bạn nhớ cho cô nhé, cái từ whose này là dùng trong cả trường hợp của dùng trong cả trường hợp cho cả vật cả người. Cứ nhớ cho cô là cứ sau whose là danh từ, thế thôi. Rồi, câu này phải là đi đáp nhé. Rồi, chúng mình sang câu 22 nào. He rang James, a good friend as well as his trainer. Anh ta gọi điện cho James, người mà là một người bạn tốt cũng như là một người đào tạo của anh ấy, đúng không ạ? Thế các bạn thấy cho cô là trong câu này á thì đã có đủ chủ ngữ vị ngữ chưa? Rồi, đã có chủ ngữ vị rồi. He rồi, rang rồi, đã có động từ rồi. Vậy thì trong một câu không thể có hai động từ, đúng không? Vậy thì chỗ này cô mình dịch thế nào? Đã gọi điện cho James là một người bạn tốt cũng như. Thế các bạn thấy cho cô là đằng sau nó chỉ là một cái mệnh đề thôi, à cái cụm từ thôi ạ. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không cần những cái đại từ quan hệ nữa, đúng không ạ? Vâng, vậy thì câu 22 của chúng ta sẽ phải là gì nhé? Being, là, chúng ta dịch đơn giản là thôi. Ok, câu 23 nhé. Came from France were really more friendly than any others. Ok, cô dịch câu này như sau ạ. Những vận động viên mà đến từ nước Pháp thực sự rất là thân thiện hơn những vận động viên khác.
đúng không? Ở đây chúng ta có thêm là động từ này. Vậy thì rõ ràng trước động từ phải là một danh từ chủ ngữ đấy, đúng không ạ? Chủ ngữ là danh từ đấy. Vâng, cái câu này của chúng ta sẽ phải là si nhé. Vận động, những vận động viên mà đến từ who, để từ quan hệ thay cho từ the athlete. Ok, rồi cùng chúng mình sang câu số 24 nhé. That is Mr. Park, a referee I told you about. Đây là ông Pai, một referee là gọi là gì nhỉ? Trọng tài. Vâng ạ, người mà tôi đã nói chuyện với bạn về anh ấy, ông ấy, đúng không ạ? Rồi, các bạn thấy cho cô là cái câu này các bạn thấy có giới từ about, chắc chắn liên quan đến mệnh đề quan hệ của giới từ thì không thể nào mà A, B và D được, chắc chắn phải là C. Ok, có who không được luôn các bạn nhé. Ok, rồi chúng mình sang câu số 25 nhé. This is a picture in the newspaper of a high jumper leg was seriously hurt. Ở đây chúng ta có từ leg là một danh từ, đúng không? Ok, thì chắc chắn chúng ta phải dùng cái từ quan hệ mang tính sở hữu, đó là từ whose. Ok, đây là bức tranh ở trong tờ báo về một người nhảy cao mà chân đã bị thương rất là nặng. Ok, câu 26 nhé. I like the book you lent me last week. Tôi thích cuốn sách mà bạn đã cho tôi mượn vào tuần trước. Đúng không ạ? Rồi, ở đây chúng ta thấy nhé, chúng ta có từ the. Ok, mạo từ xác định thì chắc chắn chúng ta không cần phải dùng đại từ quan hệ ở đây. Ok, vậy 26 của chúng ta sẽ là đi đáp nhé. Cô mời chúng mình sang câu 27 nào. I know the man Miss White is talking to. Ở đây bạn thấy cho cô là giới từ to thì chắc chắn mình sẽ dùng từ nào đây? Tôi biết người đàn ông mà cô White đang nói chuyện, đúng không ạ? Ok, đang nói chuyện với, đúng không? Rồi, nhưng bạn thấy cho cô ở đây là không thấy có từ whom. Ở đây các bạn có thể dùng từ whom nhưng mình không từ whom ở đây. Thế cho nên chúng ta sẽ không điền gì người ta, bởi chúng ta có từ the. Không chị ạ? Rồi, ok. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, as usual, Miss Owen, read and you just listen and repeat after me. Ok, now let's go. The agent game's own is origins to small agents multi-sport competitions. The Far Eastern Championship Games were created to show unity and cooperation among three nations, Japan, the Philippines, and China. The first games were held in Manila, the Philippines, in 1931. Other Asian nations participated after they were organized. Qua dịch là như sau nhé. Asian Games own có nghĩa là có được, và có được nguồn gốc của nó là, nhớ cho cô có chút này, oh to, tức là có được cái gì đó là nhờ, đúng không ạ? Có nguồn gốc của nó là nhờ cái gọi là gì nhỉ, những cái cuộc thi nhiều môn thể thao, đúng không ạ? Và các giải vô địch ở Far Eastern đã được tạo nên để thể hiện sự unity, tinh thần đoàn kết và sự hợp tác giữa ba quốc gia Nhật Bản, Philippines và Trung Quốc. Cái games đầu tiên được tổ chức ở Manila, Philippines vào năm 1931. Những cái quốc gia châu Á khác tham gia ngay sau khi mà chúng được thành lập. Tức là có Asian Games được thành lập vậy ạ. Ok. Wow, it's so long. Dài quá, đúng không ạ? Ok. After the Second World War, a number of Asian countries became independent. Many of the new independent Asian countries wanted to use a new type of competition where Asian dominance authority should not be shown by violence and should be strengthened by mutual understanding. In August 1948, during the 14th Olympic Games in London, India representative Guru Dutt Somhi proposed to sport leaders of the Asian teams the idea of having discussion about holding the Asian Games. They agreed to form the Asian Athletic Federation. A preparatory was set up to draft the charter for Asian Amateur Athletic Federation. In February 1949, the Asian Athletic Federation was formed and used the name Asian Games Federation.
it was from and used the name Asian Games Federation. It was decided to hold the first Asian Games in 1955 in New Delhi, the capital of India. They added that the Asian Games could be regularly held once every 4 years. Nói chung bài này không như từ mười mấy, nó chỉ hơi dài một chút thôi, đúng không ạ? Ok, tôi qua dịch này như sau nhé. Sau những thế giới thứ hai thì rất nhiều nước đã được độc lập. Và nhiều trong số các nước châu Á được độc lập rất là muốn sử dụng những cái cách thức cạnh tranh. Thi đấu đấy, mình hiểu đấy là không phải cạnh tranh để gì đâu mà để thi đấu ấy thôi, đúng không? Nơi mà, ở đây chúng ta có từ dominance. Dominance có nghĩa là sự nổi trội, đúng không? Ok. Và nơi mà, tức là tức là gì ạ? Mình hiểu là những cái cuộc thi đó thì không được thể hiện cái bạo lực và cũng nên được tăng cường bằng những sự hiểu biết lẫn nhau. Tức là người ta đã dùng, các bạn hiểu là sau chiến tranh thì rất cần hòa bình, phải không ạ? Rất cần độc lập. Và họ cần cái sự các nước, người dân các nước là kiểu đoàn kết lại với nhau. Thì thông qua games thì mọi người sẽ trở nên biết nhau, hiểu biết nhau hơn, đúng không? Đấy, thế này, mutual understanding. Vào ngày vào tháng 8 năm 1948 thì trong suốt cái Thế vận hội lần số 14 ở London và representative, tức là người đại diện ở Ấn Độ, là Guru Dutt Sonhi đã đề nghị đối với những người lãnh đạo các môn thể thao ở các đội châu Á cái ý tưởng là thảo luận về việc tổ chức Asian Games. Và họ đã đồng ý để thiết lập cái federation, nghĩa là hiệp hội thi đấu của Đông Nam Á, của châu Á, đúng không? Và preparatory có nghĩa là thuộc về sự chuẩn bị, và danh từ chính là preparation đấy các bạn. Vâng, và cái sự chuẩn bị đã được đưa ra. Drop tức là nhát, the charter, hiến chương, tức là họ đã đưa ra những cái mình hiểu là những cái bản nháp, những cái outline, đúng không, cho những cái vận động viên là nghiệp dư thôi, trước tiên là nghiệp dư ở châu Á trước. Vào tháng 2 năm 1949 thì hiệp hội châu Á đã được thành lập và đã sử dụng cái tên là hiệp hội Asian Games, đúng không? Và nước thành lập và đã sử dụng cái tên là Asian Games, nó được quyết định để tổ chức cái Asian Games lần đầu tiên vào năm 1951 ở New Delhi, ở Ấn Độ đấy ạ, thủ đô của Ấn Độ. Và và họ cũng nói thêm rằng là Asian Games này sẽ được tổ chức thường xuyên 4 năm một lần. Ok, every 4 years, ok, 4 năm một lần nhá. Ok, rồi. Ok, so now bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn đáp án A, B, C hoặc D. Ok, let's go. The text is about, cái text này là về cái gì đã? Về, bài này toàn nói về cái việc thành lập cái Asian Games, đúng không? Vậy đáp câu này của chúng ta sẽ phải là A các bạn nhé. Ok, A, đương nhiên rồi. Không phải lăn tăn nữa vì cô đã dịch cho mình rồi, đúng không ạ? Cô 29 nhé. The Far Eastern Championship Game. Ok, cái giải vô địch ở Far Eastern đã được tổ chức như nào ạ? Vào. Ở đâu ạ? Were held in Manila after the Second World War, được tổ chức ở Manila sau chiến tranh thế giới thứ 2. Không đúng rồi, đúng không? Tổ chức ở Nhật, không đúng. Were attended by all countries Asia, không đúng. Had, đúng rồi, đây ạ. Had the participation of only 3 nations, chỉ có 3 nước thôi. Nhật này, Manila này, và Trung Quốc thì sao, đúng China đấy, ba nước đây dẫn chứng của chúng ta đấy các bạn nhé. Đây, Japan, Philippines, Trung Quốc, đúng rồi, đây các bạn, among three nations. Ok, rồi chúng mình tiếp tục sang câu số 30 nhé. 30 nè. The 14 Olympic Games took place. Ở đây chúng ta có động từ take place có nghĩa là diễn ra. Đúng không ạ? Vâng. Olympic Games lần số 14 diễn ra khi nào đây các bạn? Vào tháng 8 năm 1948, đúng không? Sau cuộc tranh thế giới thứ hai. Vì lúc mọi người đang muốn đoàn kết, các bạn nói ngay từ đầu rồi. Ok. Cái này cô gì cô không, mình không cần phải xem lại nhé. Chúng mình xem check lại của cô, tự check lại. Và mỗi nào, The Asian Games thì làm sao đã? Vâng, câu 31 của chúng ta sẽ là A nhé.
were suggested establishing by Lenin, tức là gì? Được được gợi ý là được tổ chức, được thành lập ạ, xin lỗi, bởi những người London, đúng không ạ? Vâng, ok. Và tại sao chúng ta sẽ chọn là A? Chúng mình cùng xem đáp án nhé. Dẫn chứng vì sao như vậy ạ? Đây, nó có một cái dẫn chứng như sau. Đây, ở London này, in the team, the idea of being about the Asian Games. Từ từ, bình tĩnh. Cô đang cảm giác câu này mình đang khoanh nhầm cái gì đấy. 31. The Asian Games. Thứ nhất là đi là lại rồi đúng không? Were held in the same year of the 14 Olympic Games. Không đúng rồi. Lần đầu tổ chức Ấn Độ, đúng không ạ? Và Asian Games lần đầu tổ chức Ấn Độ, hay lần đầu tổ chức ở Trung Quốc, hay là được thành lập bởi người London. Nào chúng ta cùng xem Asian Games như thế nào nhé. Chúng mình cùng xem dẫn chứng nào. Rồi, nào chúng ta cùng xem lại câu 31 nhé. The Asian Games, chúng ta cùng xem chọn đáp án nào đây ạ? Were suggested establishing by London. Tức là gì ạ? Asian Games này là đã được gợi ý là đã được thành thiết lập bởi người London. Thứ hai là lần đầu được tổ chức ở Trung Quốc. C là lần đầu được tổ chức Ấn Độ và được tổ chức trong cùng một năm của Olympic Games lần số 14. Ok, vậy chúng ta thấy là đáp án trong câu này của chúng ta sẽ phải là C nhé. Ok, và dẫn chứng của chúng ta ở đây như sau. Tại sao chúng ta lại chọn đáp án C ạ? Các nhìn cho cô cái dẫn chứng rất là rõ ràng cụ thể sau. Đây đây ạ, đây. Ok, các nhìn cho cô nha. Đây, it was decided to hold the first Asian Games in 1955 in New Delhi, the capital of India. Tức là lần đầu tiên được tổ chức ở Ấn Độ. Ok, đấy là Asian Games, đúng không? Cho nên lý do vì sao mà câu 31 này chúng ta phải dẫn chứng rất là rõ ràng là chúng ta phải chọn đáp án gì ạ? C, were first held in India. Ok, rồi qua mời chúng mình sang câu số 32 nhé. The Asian Games were first held in... Vâng, đương nhiên dẫn chứng qua vừa nói rồi, đó là vào năm 1951 ở New Delhi, Ấn Độ, đúng không? Thủ đô Ấn Độ. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã xong được một bài đọc hiểu. Ok, câu 33 nhé. This year, that is for the first time, the event is open to all amateur athletes along with the traditional professional. Ok, có thấy là trong câu này một phát biết nghe là chỗ nào sai rồi. Bởi vì ở đây có dấu gì đây? Chúng ta có dấu phẩy. Phẩy thì không bao giờ, tức là mệnh đề quan hệ không xác định thì không bao giờ dùng đại từ quan hệ là that. Cho nên vứt nghe thằng này cho cô và đổi cho cô đấy. This year, which is for the first time, đúng không? Không thể dùng that được nhé. Thế các bạn ở đây chúng mình có cái cấu trúc đó là gì ạ? Along with, người ta dịch là cùng với. Còn các bạn nhớ cho cô cái phần này chúng ta hay nhầm này. Các bạn hay thêm cho cô chữ ed vào đây là sai. Open ở đây không đóng vai trò là một động từ mà đóng vai trò là một tính từ. Thì chúng mình sẽ nói là to be open, đúng không ạ? Nhưng mà đóng cửa thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? To be closed. Đây đây, vào đây, được không nhá? Rồi, cô mời chúng mình sang câu số 34 nhé. Something was changed happened yesterday has been worrying me. I really don't know what to do. Một cái gì đó rất là lạ lùng đã xảy ra ngày hôm qua đã làm lo lắng tôi, đúng không ạ? Vâng, và tôi thực sự không biết phải làm gì cả. Ok, rồi, thì các bạn thấy cho cô là chúng ta biết có một nguyên tắc như sau. Something là một đại từ bất định, mà sau đại từ bất định thì chúng ta dùng tính từ luôn. Something new today, hôm nay có cái gì mới không? Có cái gì lạ không? Something strange, đúng không? Vậy thì chúng ta sai ở đây là A và bỏ cho qua the words đi. Nó là nguyên tắc thôi nhá. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số 35 nhé. Nào, anh em nào. The 14 Asian Games held in Korea in 2002 attracted many participants. Asian Games lần số 14 được tổ chức ở Hàn Quốc vào năm 2002 đã thu hút rất nhiều người tham dự. Thế thì ở đây chúng ta, trong câu này chúng ta đã có chủ ngữ ở đây là attracted rồi này, đúng không?
đã có động từ attracted rồi, đúng không? Đó, đã có động từ rồi thì trong một câu chỉ có thể có một động từ thôi. Nhưng mà Asian Games lần số 14 này nó phải được tổ chức chứ, làm sao nó tự tổ chức được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sai ở bì đây và đổi cho qua thành điện held, có nghĩa là được tổ chức. Ok rồi, cô mời chúng mình sang câu số 36 nhé. The efforts were much appreciated at the Asian Games. Ok, effort tức là cái sự nỗ lực, đúng không ạ? Cái sự nỗ lực của họ đã được đánh giá cao ở Asian Games, đúng không? Các thầy cho qua là chủ ngữ của chúng ta đây là their effort, có S không ạ? À, có S. Thì đây là danh từ số nhiều, mà danh từ số nhiều thì động từ phải là số nhiều. Ok, vậy câu này sai ở B, và đổi cho qua thành gì ạ? Were. Ok, chúng mình sang câu số 37 nhé. How many participants took part in the 15th Asian Games? Câu này có dịch như sau ạ? Có bao nhiêu người tham gia đã tham gia vào Asian Games lần số 15? Đúng không ạ? Ok, và chúng ta có nguyên tắc là gì? How many, kiến thức rất là cơ bản, siêu cơ bản luôn là khác, đúng không? How many thì đằng sau phải là danh từ số nhiều, plural noun. Ok, với câu đáp của chúng ta sẽ phải sửa thành participants. Ok, rồi. Đó, trong video rất là ngắn ngày hôm nay mà chúng ta có thể thấy là mỗi một câu này là một chuyên đề ngữ pháp rồi đấy các bạn ạ. Ok, so vậy thì nhiệm vụ chúng ta đó là practice. Goodbye for now and have a good day. Bye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.